Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, editor Trung Khỉ và tôi quản quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Sau season 1 của Thầy Cúng Đại Chiến, ta biết được kế hoạch Shibuya của Geto Suguru và đám nguyền hồn đặc cấp nhằm bắt bằng được top 1 server chú thuật Goju Satoru aka Thầy Năm. Sức mạnh của thầy bá ra sao thì ai cũng biết rồi. Nhưng trong quá khứ, Goju đã từng nhận một trận thua cay đắng, từ đó thay đổi cả cuộc đời của thầy một lần và mãi mãi. Tất cả diễn biến sẽ có trong recap Thầy Cúng Đại Chiến, quá khứ của thầy Năm. Câu chuyện bắt đầu với một vụ án tâm linh tại dinh thự của một gia đình kinh doanh thịt bò. Do làm ăn bết bát dẫn đến nợ nần, gia đình này đã reset cuộc đời tập thể. Kể từ đó, căn nhà họ từng ở bị vướng vào những lời nguyền ma quái. Cứ ai từng vào đây đều biến mất không một dấu vết. Nỗi bất an ngày một lan rộng. Utahime cùng phú ông Mây Mây được cử đi giải quyết. Sau khi chia nhau ra điều tra, họ nhận thấy căn nhà này thực tế là một kết giới. Dù họ có đi đến đâu đi chăng nữa thì cũng về một điểm cố định mà thôi. Tuy nhiên kết giới này không chắc chắn, nó thực chất là các mối nối với nhau. Thế nên họ chỉ cần bật tốc biến về hai đầu, kiểu gì kết giới cũng tự hủy. Quả nhiên nó bị phá vỡ thật, nhưng là bởi thanh niên này, Goju Satoru aka đầu trắng mắt xanh. Vừa gặp đàn chị khứa này đã buông lời cá khịa, bảo cô yếu quá thì lần sau bật định vị lên cho người ta dễ cứu. Quá cay thằng đàn em láo lếu. Utahime xem tí nữa thì bị một con lời nguyền nuốt chửng, nếu không được đàn em khác tương trợ. Người đó là Geto Suguru aka đầu mái mắt đen, bạn cùng lớp với Goju. Cô này miệng lưỡi cũng độc địa chẳng kém. Đồng hành hai cái mõm chôn này là Soko, một bát hương di động. Mọi chuyện đã được giải quyết nhưng Mây Mây thì thấy có gì đó sai sai. Hình như cả bọn chưa kích hoạt màn. Và thế là sự vụ ở biệt thự ma được lên sóng. Thầy Yaga, chủ nhiệm lớp, sau khi tra hỏi mấy đứa trò về vụ việc đã lần ra Goju là đứa quên bật màn, rồi lập tức ship luôn cho cu này đấm cho chừa cái tội ẩu đả. Bị ăn đòn, Goju lấy làm cay lắm. Bởi có màn hay không thì phi thuật sư cũng có thấy được gì đâu. Tội gì cứ phải làm màn cho nó tốn công phí sức. Thấy cu bạn hậm hực, Geto liền chỉnh ngay. Sở dĩ màn được tạo ra không chỉ để che mắt người ngoài, mà nó còn để người dân được an yên trong lòng. Thấy thằng bạn dạo này hơi đạo lý, mà mấy đứa như thế thường sống như, nên Goju tỏ ý không ưa. Nếu đã không ưa thì Geto cũng không ngại nói chuyện đâu. Giữa bầu không khí căng thẳng, thầy Yaga xuất hiện trên ngang, lệnh cho hai cu trò lên đồ sẵn sàng nhiệm vụ mới. Họ sẽ phải bảo vệ, xóa bỏ rồi đưa cô gái tên Amanai Riko, một tinh tương thể được chọn. Theo lời thầy Yaga thì tinh tương thể là những người có căn cơ phù hợp với Tengen-sama, nhân vật cực kỳ quan trọng đối với giới chú thuật. Ngài sở hữu thuật tử nhưng bất lão, cứ 500 năm một lần Tengen-sama cần được đồng hóa với một tinh tương thể. Nếu không, cơ thể ngài sẽ tự tiến hóa thành một dạng sống vô ý thức, khi đó đại họa sẽ đến. Goju và Geto phải bảo vệ Riko trước hai thế lực muốn ngăn chặn đồng hóa, là tổ chức Quy gồm những nguyên sư nguy hiểm và Bàn Tinh Giáo, tổ chức của những kẻ cuồng tín Tengen-sama. Trong lúc đến đón tinh tương thể, hai khứa phát hiện có một vụ nổ lớn. Ẩn trong màn khói đen là Riko, người họ cần tìm. Ngay khi phát hiện ra sự việc, Geto đã triệu hồi nguyên hồn để đỡ cô bé kịp thời. Danh tính của kẻ ra tay là một nguyên sư thuộc tổ chức Quy, nhìn thì có vẻ nguy hiểm. Những thằng càng tỏ vẻ nguy hiểm càng dễ an hành, và gã này cũng không ngoại lệ. Không ăn nổi Geto, hắn xoay sang cầu xin được rửa tay gác kiếm, hứa sẽ bỏ nghề mà về trồng cá nuôi rau. Thấy khứa tóc dài đéo ke mình, hắn đổi giọng hù dọa: một khi sát thủ số 1 của Quy đến thì dù có đọc pass anh bạn à thì hắn cũng không tha. Mạnh mồm đấy. Cho đến khi hắn xem tin nhắn Goju gửi Geto thì nín luôn. Đầu trắng mắt xanh trước đó đã đụng độ với gã top 1 kia. Gã này chiến đúng điên rồ, nhưng là dầu ái mồ. Sau khi top 1 của Quy bại trận, tổ chức này cũng tan rã luôn. Từ xa quan sát cuộc chiến, Shiu, đại diện của Ban Tinh Giáo, đang chốt hợp đồng ám sát với Fushiguro Toji, một cựu thành viên của gia tộc Genin. Sau khi chốt thỏa thuận, thay vì sớm ra tay đoạt lấy tinh tương thể, hắn đã cho đăng một bill truy sát Riko trên trang Only Nguyên Sư với cái giá bằng tiền đặt của Ban Tinh Giáo, rồi thư thái thư giãn với con tai nghe One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới Amazon, chất âm hay chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với mảng loa 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây có thể dễ dàng thay thế, đệm tai êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, dành riêng cho người xem The Reviewer. Khi các bạn nhấn vào đường link phía bên dưới sẽ có ngay mã giảm giá 160k. Mua ở Amazon hơn 750.000 nhưng người xem The Reviewer chỉ còn có 590.000. Nhấn lưu mã để được giảm giá. Trở về với tình hình của tinh tương thể, Riko sau khi tỉnh dậy phát hiện ra mình đang bị khứa Goju bế, liền lập tức vung tay ship hỏa tốc cho anh chàng một cái tát, vì tưởng mấy khứa này định ấu dâm. Geto cố sức trấn an cô bé nhưng cũng bị cô ả chôn mái tóc thả mái của mình. Ma cái con chết tiệt này, cái mồm lốn lào này thì để các anh dạy dỗ. Sau đó Kuroi, hầu gái của Riko, đến và giải thích ngọn ngành thì hai khứa kia mới chịu tha. Sau một hồi nói chuyện, Goju nhận ra cô bé này hình như là fan MU, sắp bị đồng hóa rồi mà còn lạc quan thế. Không, thực ra Riko có tên khác là Phú Thảo. Cô cứ vui vẻ lạc quan thôi, cho đến khi có chuông.
chuông ký bu. Mà nói đến chuông mới nhớ, giờ học của cô sắp đến nên phải đi gấp. Việc tinh tương thể đi lung tung làm Goju khó chịu. Cậu gọi điện cho thầy Yaga, đề xuất tống Riko và trường chuyên chú thuật luôn cho gọn. Ông thầy không giải thích nhiều, chỉ bảo hai đứa học trò hãy thực hiện mọi yêu cầu của Riko, trái ngược với thái độ hằn học của thằng bạn. Geto có cái nhìn thấu hiểu hơn, dù sao sau khi bị đồng hóa, Riko sẽ phải thành fan MU, nên thôi hãy để cô sống cho thỏa thích đi. Chợt Geto cảm nhận được biến, hai nguyên hồn cậu gửi đi đã bị thanh tẩy, nên vội bảo thằng bạn và Kuroi lên đồ đi tìm Riko, còn mình sẽ đi giải quyết những kẻ lạ mặt. Sau một hồi truy tìm, Geto đã tìm ra tên đầu tiên. Hắn là Hạc Lão, một nguyên sư chuyên sử dụng thức thần. Ngay lập tức, Geto triệu nguyên hồn sẵn sàng chiến đấu. Hạc Lão thấy đối phương kích hoạt thuật thức, liền nhận ra ngay khứa này sử dụng chú linh thao thuật. Skill thì mạnh đấy, nhưng vào tay một thằng danh con nên lão khinh ra mặt, đúng như dự liệu trước đó của Hạc Lão. Geto triệu hồi một lời nguyên tấn công One Turn Kill. Cậu thậm chí còn tự tin rằng đã thắng, mà quay đi không một chút đề phòng. Đó là cơ hội để Hạc Lão đột kích hạ sát, nhưng chưa kịp ra tay thì lão chợt thấy cậu vàng. Những ký ức chợt ùa về trong tâm trí lão. Chỉ đến khi bị Geto đấm không tạch một quyền thì lão mới nhận ra mình đã bị lừa. Ở một diễn biến khác, Goju sau khi dùng Mỹ Nam kế khiến cả học sinh lẫn cô giáo đổ như dạ, đã đưa được Riko ra ngoài theo đường sách tay. Tuy nhiên họ đã bị tên nguyên sư đầu hộp để ý. Kuroi đã phát hiện ra hắn với tuyệt kỹ diệt bộ ấm chén. Cô đã hạ được tên nguyên sư. Geto cũng đã đến nơi, đồng thời khống chế hắn và báo tin cho Goju biết về vụ Bill truy sát mới mò được từ Hạc Lão. Những thông tin Geto nói vô tình đã giúp tên nguyên sư xác thực thông tin Riko. Hắn chỉ là một phân thân, xong việc liền bị giải trừ. Trong khi đó, phía Goju đang đối đầu với những phân thân khác của đầu hộp. Tưởng rằng với số lượng áp đảo hắn sẽ làm được trò chống gì đó, nhưng đời nào có chuyện. Chỉ với một vài chiêu cơ bản thuận chuyển, đầu trắng mắt xanh đã dọn xong đám phân thân, đồng thời tìm ra bản chính qua lục nhãn. Tiện vừa luyện được nghịch đảo, lại vừa hay có kẻ để check hàng, Goju liền dùng chiêu thức hack để kết luận. Mỗi tội do luyện chưa tới nên thôi, đấm chay vậy. Vừa giành được chiến thắng thì biến cố lại ập tới. Kuroi đã bị bắt cóc. Với tình hình hiện tại, chắc chắn phía địch sẽ yêu cầu bên chú thuật sư trao đổi con tin hòng cướp được tinh tương thể, nhưng vì họ đang có trong tay Riko nên có thể chủ động được. Một khi nắm được vị trí trao đổi, Goju và Geto sẽ có cách, ví dụ như nhờ Shoko thay chỗ chẳng hạn. Nhưng Riko không chịu, vì Kuroi là người thân duy nhất của cô, nên trước khi đồng hóa, Riko muốn được tận mắt thấy Kuroi bình an thì Goju cũng không từ chối. Nhưng Riko phải chấp nhận rủi ro sẽ đến với mình. Mặc cho những điều Goju nói, tinh tương thể vẫn đồng ý. Địa điểm trao đổi là Okinawa. Trước khi chuyến bay tới đó khởi hành, Goju đã già từng khách lách từng khoang để kiểm tra. Còn trong khi bay, Geto cũng cho nguyên hồn bảo vệ từ ngoài. Mọi thứ xảy ra khác xa so với suy đoán. Việc giải cứu Kuroi quá dễ dàng, thậm chí cả bọn còn có thời gian để đi tắm biển, vui chơi các thứ. Mọi thứ diễn ra quá trơn tru khiến Geto có chút đắn đo suy nghĩ, không hiểu đám bàn tinh giáo đang âm mưu điều gì. Kuroi cho rằng chúng có thể sẽ chiếm sân bay. Cái này thì các chú sư đã tính cả rồi, nên đã cử Nanami và Haibara đến để bảo đảm an toàn. Thời gian vui chơi đã kết thúc, họ phải trở về trường để hoàn tất quá trình đồng hóa. Nhưng khi nhìn thấy nét chưa đã của Riko, Goju đã đổi ý, bảo thằng bạn cứ thong thả đã, ở lại chơi đến sáng mai mới về. Bởi dù sao ở Okinawa ít nguyên sư hơn Tokyo, nhưng điều đó không quan trọng. Geto muốn thời điểm hết hạn treo thưởng Riko trong lúc bay, và Goju được nghỉ ngơi. Đầu trắng chưa giải trừ thuật thức từ lúc bay đến Okinawa, cậu mà quá tải là gây to đấy. Goju vẫn cho rằng mình ổn. Hơn nữa nếu cậu có bề gì thì vẫn còn có Geto đấy thôi. Trong cả ngày hôm đó, Riko đã được trải nghiệm những điều mới mẻ, những thứ mà cô sẽ chẳng có thêm lần hai. Tiệc nào rồi cũng phải tàn. Goju và Geto đã đưa được Riko đến kết giới của trường. Giờ chỉ cần đưa tinh tương thể đến chỗ Tengen-sama là xong. Vừa giải trừ thuật thức thì bất ngờ Goju bị đâm lén. Kẻ ra tay chính là Toji. Đây là lần thứ hai Goju và hắn gặp mặt khi cu năm còn nhỏ. Toji đã từng nghe tin về cậu nên đã tò mò tới xem cho biết. Chính Goju là kẻ đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Vì biết rõ thực lực của đầu trắng nên Toji đã cho đăng tải tiền thưởng để thu hút đám nguyên sư chú ý, từ đó bào mòn tinh thần của Goju. Một khi thời điểm chín muồi, hắn sẽ ra tay hạ sát cậu. Phát hiện địch, Geto lập tức dùng nguyên hồn tấn công. Cũng may khi nhận thấy bị xiên, Goju đã kịp dùng chú lực cường hóa cơ thể, nhờ đó mà thương tổn cũng không đáng kể. Cậu bảo thằng bạn nhanh chóng đưa Riko đi, việc ở đây cứ để mình lo liệu. Sau một hồi di chuyển, nhóm của Geto đã đến được tầng cuối của trường chuyên chú thuật. Sau buổi chia ly đẫm nước mắt với Kuroi, Riko đã được đưa đến trước cổng Hoang Tinh Cung. Geto hướng dẫn cô bé đường đến chỗ Tengen-sama, ngài sẽ bảo vệ cô cho đến khi thực hiện đồng hóa. Nhưng Riko cũng có thể chọn về với Kuroi. Trong thông báo nhiệm vụ của thầy Yaga, ông đã dùng từ xóa bỏ thay vì đồng hóa, có thể hiểu rằng thầy đã ngụ ý cho hai đứa trò hãy làm gì đó cho cô gái này. Trước khi gặp Riko, cả Goju và Geto cũng thống nhất rằng nếu tinh tương thể mà từ chối đồng hóa thì dù có phải đối đầu với Tengen thì họ cũng vô tư. Quyết định bây giờ là tùy thuộc vào Riko, một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cảm xúc ít nhiều cũng mất đi. Thế nên Riko từng nghĩ, dù bản thân và mọi người có chia ly vì đồng hóa hay cái gì khác đi chăng nữa, dù có đắng cay, buồn khổ hay tồi tệ như thế nào thì rồi mọi thứ cũng sẽ phai nhạt đi theo năm tháng. Nhưng khi trải qua thời gian ở bên cạnh mọi người, cô mới thấy mình khát khao được sống đến nhường nào. Geto hiểu điều đó, cậu đưa tay ra để đón cô gái ấy trở về, nhưng bằng
Tiếng súng vang lên còn Rico nằm xuống bất động. Từ hành lang, Toji xuất hiện. Hắn đã xuống tay với Rico. Geto thất thần không hiểu tại sao hắn xuống được tận đây. Cũng đơn giản thôi, Toji đã giết được Goju Satoru. Trở lại thời điểm sau khi nhóm Geto rời đi, sân khấu lúc này là cuộc chiến giữa Goju và Toji. Ngay trong đòn tấn công đầu của mình, Goju đã phần nào đánh giá được thực lực của đối thủ. Toji thực chất không có chú lực, nhưng bù lại thể chất và tốc độ của hắn thì cực kỳ kinh khủng. Sau khi đổi vũ khí, Toji lập tức lao đến Goju với tốc độ bàn thờ, nhưng nhanh với đầu trắng là chưa đủ. Cậu chỉ cần dùng một đòn đẩy cơ bản là có thể chặn được đối phương. Với một gã đã am tường thuật thức của mình đến như vậy, Goju chắc rằng tên này sẽ không tấn công liều. Chú cụ trên tay hắn chắc hẳn phải là loại khắc chế cậu. Hơn nữa do không có chú lực, đầu trắng hoàn toàn không thể cảm nhận được đối phương. Kể cả khi lần theo nhờ con nguyền hồn, thì Toji vẫn quá nhanh để cậu theo kịp. Để cho chắc, Goju sử dụng thuật thức thuận chuyển để phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh mình. Tưởng thế là đã an toàn, nhưng không, Toji cao tay hơn. Hắn cho một đám ruồi bầu đến vây quanh Goju. Trong một tích tắc sơ hở nghĩ Rico đang bị bám theo, Goju đã bị Toji ám sát. Tên sát nhân vượt qua hàng rào chú lực, đâm thẳng con dao vào cổ Goju, rồi xẻ dọc xuống eo, bồi thêm răm nhát ở chân, rồi kết thúc với một đòn đâm trực diện vào đầu. Sở dĩ Toji có thể khắc chế vô hạ hạn của Goju là bởi hắn đã dùng Thiên Nghịch Mâu, một loại chú cụ đặc cấp cưỡng chế hủy bỏ thuật thức. Goju Satoru đã bị tiêu diệt. Nghe tin dữ của bạn mình, Geto lập tức triệu hồi hai nguyền hồn đặc cấp ra tiếp Toji. Hồng Long lên trước, nó ngoạm lấy Toji rồi lao xuống Hoang Tinh Cung. Geto tưởng thế là xong, nhưng Toji thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước. Việc xuống được tận đây với hắn chẳng phải là điều gì to tát cả. Hoang Tinh Cung vốn là một kết giới ẩn, chỉ cần tìm được cửa là vào. Hiện tại các thuật sư cũng rất bận rộn, hắn còn cho đám ruồi bầu quấy nhiễu nên chẳng lo đám học sinh trường chú thuật ngăn cản. Đặc biệt Toji không hề có chú lực, có thể coi hắn như tàng hình. Có chăng lấn cấn chỉ là từ con nguyền hồn hắn mang mà thôi. Với một cá thể tàng hình thì nội tạng kẻ đó cũng thế. Vậy nên Toji đã nuốt con nguyền hồn vào bụng. Vậy là thông chốt thành công. Nhưng rõ ràng Geto đã xóa sạch dấu vết chú lực rồi. Sao hắn lại tìm ra nhanh đến vậy? Cái này thì càng dễ giải thích. Toji còn sở hữu năm giác quan siêu nhạy bén. Dù cho nhóm Geto có cẩn trọng đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần dựa vào dấu chân, mùi hương, Toji cũng sẽ lần ra hướng di chuyển của họ để chốt lại cuộc nói chuyện. Geto hỏi Toji về Kuroi, hắn chỉ đáp lại lửng lơ, mập mờ về số phận của hầu gái. Cộng dồn mọi phẫn nộ, Geto lập tức phát động thuật thức của mình, triệu hồi những nguyền hồn mạnh nhất của mình ra để gây sức ép cho đối phương. Nhưng Toji quá nhanh khiến mọi đòn của cậu đều tạch. Đã thế hắn còn rất mạnh, khi chỉ một đường đao đã thanh tẩy Hồng Long, nguyền hồn có sức phòng thủ cao nhất mà Geto có. Sau đó Toji bị rơi vào kết giới do giả tưởng oán linh tạo ra. Nếu muốn thoát ra, hắn phải trả lời câu hỏi mà người yêu thường hỏi mấy đứa con trai. Theo một phong cách thô mà thật, Toji trả lời con oán linh không phải gu của mình. Hậu quả là hắn bị rơi vào thế bị kẹp cứng. Nhưng như thế không đủ để làm khó tên sát nhân. Hắn dễ dàng phá vỡ kết giới bằng Thiên Nghịch Mâu. Tận dụng thời điểm đó, Geto đã kích hoạt thuật thức để cưỡng chế chiếm đoạt chú linh của Toji. Nào ngờ cậu đã chậm một bước, không chỉ ngăn chặn skill của Geto mà Toji còn tận dụng sơ hở, tặng cho đầu mái hai đường chéo trước ngực. Cuộc chiến kết thúc, Toji hoàn toàn giành chiến thắng. Những chú thuật sư được coi là xuất chúng cuối cùng lại thua thẳng cẳng trước một con khỉ vô năng. Thật là hài hước làm sao. Sau đó tại trụ sở bàn tinh giáo, Toji đến bàn giao xác của tinh tương thể, đồng thời nhận lấy phần thưởng đã thỏa thuận. Vừa bước ra ngoài, một dáng hình thân quen đã chờ hắn từ chiều. Goju Satoru vẫn còn sống. Trong khoảnh khắc cận kề cửa tử, Cú Năm đã nhìn ra được cốt lõi của chú lực, từ đó kích hoạt thuật thức nghịch đảo, giữ được cái mạng của mình. Toji đã bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt hoàn toàn Goju, thế nên bây giờ hắn phải trả giá. Cuộc chiến lượt về giữa hai con quái vật bắt đầu. Toji dùng Thiên Nghịch Mâu liên tiếp tung chảm về phía Goju, nhưng tất cả đều trượt. Đã thế gã sát thủ còn bị Cú Năm phản công bằng thuật thức nghịch đảo, khiến hắn văng tít mù. Cũng ê ẩm đấy. Nhưng với Toji mấy đòn đó chưa thấm, hắn đứng lên làm tí khởi động, đồng thời phân tích thuật thức vô hạ hạn của Goju, rồi gắn chú cụ và xích bắt đầu tấn công từ xa. Trong cơn cuồng say sức mạnh, không một đòn nào của Toji chạm được đến Goju. Cậu bây giờ đã đạt tới cảnh giới mà rất ít người trong tộc đạt đến được. Nghịch đảo và thuận chuyển chạm xung va chạm vào nhau đã tạo ra một chiêu thức mới, hư thức tử. Ánh sáng màu tím xé ngang mọi thứ, để lại một lỗ to và sâu trên tường lẫn cơ thể Toji. Trong khoảnh khắc hấp hối, tên sát thủ máu lạnh chợt nhớ về gia đình và đứa con trai của mình. Hắn nói với Goju về việc 2 đến 3 năm nữa, con trai hắn sẽ bị bán cho nhà Zenin. Đứa trẻ đó tùy Goju xử lý. Khi đến cơ sở của bán tinh giáo, Geto đã thấy Goju trên tay là xác của Rico. Giữa một đám giáo chúng đang vỗ tay với nụ cười trên gương mặt, đôi mắt của Goju lộ rõ sự lạc lối. Cậu đã hỏi người bạn của mình rằng liệu có nên giết hết đám người này hay không? Geto chỉ nói là không cần thiết, đám người này chỉ là giáo đồ bình thường mà thôi. Tuy nói những lời thuyết phục Goju, nhưng thực tế bên trong Geto đang như sóng trào. Cậu vẫn đặt nặng trọng trách của chú thuật sư cao hơn là sự phẫn nộ cực hạn bên trong mình. Sau thời gian luyện tập, cuối cùng Goju đã thành công kiểm soát được thuật thức nghịch đảo và đang hướng đến bành trướng lãnh địa. Với sức mạnh của mình hiện tại, Goju đã có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Shoko thì lui về hậu trường và ít ra ngoài hơn. Thời gian Geto độc lai độc vãng càng nhiều. Trừ tà
hấp thụ lại trừ tà hấp thụ. Mùi vị của những chú linh mà Geto phải nuốt giống như chiếc rẻ rách lau bãi nôn vậy. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại, như cái cách hình ảnh hôm ấy ám ảnh Geto vậy. Cậu phải tự thuyết phục mình rằng với tư cách là chú thuật sư, nhiệm vụ của mình là cứu người. Nhưng dường như vẫn có gì đó đang lấn cấn trong cậu, đặc biệt là trước lũ khỉ hôi hám ngoài kia. Một lần khi đang ngồi nghỉ, Geto đã gặp Haibara, một đàn em luôn niềm nở và căng tràn sức sống. Cậu ta còn kể cho Geto nghe về việc ngày mai mình sẽ đi công tác xa và niềm vui khi có thể làm những việc mình có thể. Trong lúc hai anh em đang nói chuyện thì Yuki Tsukumo, một đặc cấp, cắt ngang. Sau khi Haibara rời đi, cô đã cho Geto biết về kế hoạch xây dựng một thế giới ai ai cũng là chú thuật sư, nhằm tiến đến một xã hội không còn lời nguyền. Khi nghe lời chia sẻ của Yuki, Geto bất giác cho rằng thay vì như thế sao không diệt sạch đám phi thuật sư đi? Đó không phải là kế sách tồi. Khi đó con người sẽ được thúc ép tiến hóa, nhưng nó cũng quá sức điên rồ. Sự thẳng thắn này của Geto xuất phát từ chính những suy nghĩ đang ngày một lớn dần trong cậu. Trước đây cậu cho rằng chú thuật sư sinh ra là để bảo vệ những phi thuật sư. Tuy nhiên giá trị của những kẻ cần bảo vệ nó đang dần bị lung lay. Geto đang rơi vào trạng thái mất phương hướng, cậu không biết đâu mới là ý nghĩa chân thực của mình. Yuki chỉ khuyên đàn em nên trấn tĩnh lại, rồi từ từ xem xét đâu mới là hướng cậu lựa chọn. Trong lúc chào tạm biệt, Yuki đã cho Geto biết rằng chuyện tinh tương thể không cần quá lo lắng, sẽ có người khác hoặc kẻ khác sinh ra để thay thế. Cuối cùng Riko cũng chỉ là vật tạm thời, số phận của cô gái đó cũng chẳng khác nào đám thuật sư bọn họ cả. Haibara đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cùng Nanami, họ đã phải làm nhiệm vụ cấp 1, một nhiệm vụ ngoài tầm với của họ. Geto khuyên Nanami nên nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để Gozu sẽ lo. Nếu một tay Gozu lo hết được thì tại sao hai đứa trẻ mới vào nghề phải đi cơ chứ? Haibara cũng đâu khác gì Riko, có khi nào cuối chặng đường chú thuật của Geto chỉ toàn là máu tanh và xác của đồng đội? Ý chí của Geto như ngọn nến trước gió, chỉ cần một tác động nữa là nó sẽ tắt. Nó đã thực sự tắt khi Geto chứng kiến hai đứa trẻ bị dân làng vu cho cái tội quái vật hại người. Một tay cậu đã ra tay xóa sạch 112 người của ngôi làng đó. Geto chính thức sa ngã. Sau khi xem xét sự việc, cấp lãnh đạo đã tuyên án tử hình cho cậu với tư cách là chú nguyên sư. Khi hay tin đó từ thầy Yaga, Gozu đã không thể tin được. Làm sao một người như Geto lại hắc hóa đến thế được? Trong khi đó, Geto đã đến gặp Shoko. Cậu đã kể cho cô nghe về dự định sắp tới của mình. Shoko cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Cô còn gọi Gozu đến chỗ họ. Hai người bạn trên bến dưới thuyền giờ chạm mặt nhau khi ở hai phía đối lập. Gozu liên tục hỏi Geto lý do khiến cậu trở nên như thế này. Geto chỉ nói rằng sở dĩ Gozu coi quyết định của cậu là ngu ngốc là bởi Gozu là kẻ mạnh nhất. Mặc kệ lời khuyên bảo của thằng bạn, Geto vẫn quả quyết đi theo con đường mình đã chọn. Trước tấm lưng người bạn dần xa, Gozu không thể tung chiêu hạ sát. Cậu đã thua ở kèo này. Đầu trắng có thể rất mạnh, nhưng cậu không thể cứu được những người không muốn cứu. Geto sau đó đã tiếp nhận chức giáo chủ của bàn tinh giáo. Bất cứ ai tỏ vẻ chống đối đều nhận cái kết đẫm máu từ tay chú nguyên sư. Một thời gian sau đó, Gozu đã đến tìm Fushiguro Megumi, con trai của Toji, để hỏi xem khứa này có muốn đến nhà Zenin hay không. Megumi thì sao cũng được, miễn nơi đó có hạnh phúc cho chị gái của mình. Điều kiện đó thì chắc chắn nhà Zenin không cho được. Vậy nên Megumi đã quyết định sẽ theo Gozu. Trước khi rời đi, Gozu khuyên Megumi phải thật mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vượt qua cả anh, kẻ đang ở đỉnh cao sức mạnh. Ngày 19 tháng 10 năm 2018, ba đứa trẻ Yuji, Megumi và Nobara đang đánh thức ông thầy của mình. Những đứa trẻ đó là hy vọng của Gozu Satoru và Tô Cẩn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.